À, chị mình chú ý nhá. Vâng, cái hai cái hòn đá, cái hòn đá nhô ra ở phía đằng này này, thấy chưa, cái hòn đá nhô ra phía đằng này nhá. Rồi cái này em nó chụp lên, chị mình chụp đó, hai hòn đá này. Vâng, hai cái hòn đá này khi anh chị mình đi ngang qua, đó chính là hai cái mật khỉ tự nhiên, đúng không? Hai cái mật khỉ lớn nhất ở thành phố biển Nha Trang đó. Đây có hai mật khỉ. Ở đây một đống mật khỉ luôn. Cái mật khỉ này, cái mật khỉ này là mật khỉ to thế gì này. Dạ vâng, hai chạy gần quá, chạy xa xa ra xíu đi. Vâng, hai cái hòn đá, thì mình hai hòn đá nhô ra phía này đó. Vâng, khi đi ngang qua là hai cái mặt khỉ lớn nhất tại thành phố biển Nha Trang đó. Anh chị mình dùng đầu óc, anh chị mình tưởng tượng một chút xíu là nó y chang hai cái mặt khỉ luôn. Dạ vâng đó. Rồi khi đi ngang qua cái tại cái gì đó, là cái bò đồ này anh chị mình nhìn thấy chưa? Vâng, hai cái mặt khỉ lớn nhất tại thành phố biển Nha Trang đó. Đó, anh chị mình thấy chưa? Thấy chưa? Có giống mặt khỉ không? Giống mặt khỉ hay là giống mặt em? Giống mặt mình. Dạ giống mặt em chút chút, bởi vì em là sinh đôi với nó đó, em để ra trước nhưng mà nó để ra sau, tới giờ nó bị dì thai á, nó nằm ở đó luôn. There's two monkey face for you. Yeah, man, you broke my phone. Back to Nha Trang, yêu. Thằng qua Trung Quốc bán thì được. Người ta mới vượt biên qua Úc mới bị bắt cái thằng báo. Em mới vượt biên từ bên Mỹ về đây, chưa kịp về mấy hôm, anh kêu vượt biên qua lại là gì? Muốn vượt biên qua ở Việt Nam sớm hơn. Đó thì mình có thể nhìn lại cái con tàu. Con tàu thủy công Thủy Nguyên đó. Ở cái tư thế này nhìn rất là đẹp đó. Buổi chiều hoàng hôn mà ánh nắng rồi xuống mà chị mình chụp cái phong cảnh này rất là đẹp. Dạ vâng, cái điểm tham quan thủy cung Trí Nguyên này cùng với cái bãi sỏi hồi nãy em đã giới thiệu đó, bãi sỏi, bãi chanh và bãi mi đê, nó đều nằm trên một hòn đảo. Dạ vâng, nó đều nằm trên một hòn đảo, và cái hòn đảo to lớn, và hòn đảo này đó, tất cả các điểm du lịch như em vừa nói nó đều nằm trên một hòn đảo này mang tên đảo Hòn Miếu. Dạ vâng, đảo Hòn Miếu đó. Đảo Hòn Miếu hay còn gọi là đảo Hòn Miếu, bởi vì ở trên cái hòn đảo này nó có hai cái miếu lớn, rồi cá ngư ông, rồi còn cá voi đó. Thế nên người dân ở thành phố biển Nha Trang và người dân sinh sống ở trên đảo này đặt tên cho hòn đảo này là đảo Hòn Miếu. Đảo Hòn Miếu đó, anh chị mình cũng có thể gọi đảo này với một cái tên gọi khác, đó là đảo Nhiều Nhà, hay còn gọi là đảo Nhà đó. Bởi vì sao? Bởi vì hòn đảo này, người dân sinh sống ở trên hòn đảo này, trong số 19 hòn đảo ở đây, dân cư tập trung đông nhất. Dân cư tập trung ở trên hòn đảo này tương đương với là một xã ở trong đất liền. Vâng, tương đương với một xã ở trong đất liền. Ở trên hòn đảo này thì nó có một trường mẫu giáo mầm non cùng với một cái trạm y tế. Vâng, con nít nhỏ thì học mẫu giáo ở đây, còn con nít học lên lớp 1, lên cấp 1 và cấp 2, cấp 3 hoặc là đại học thì phải vào vừa học. Vâng, chị mình có biết con nít ở đây đi học bằng gì không ạ? Trẻ em ở đây đi học bằng gì ạ? Bằng ghe. Ở trên đảo đi học mà kêu đi bộ. Bình thường nó bơi vô đi học. Vâng, anh chị mình